Thôi thì trong thời gian đợi mọi người vào á thì mình xin được nói chuyện bên lề một tí. Cái đó là cái video clip đầu mình nói về hiện tượng Vũ Quang Thuận. Thì mình có nói rằng là tôn giáo không làm chính trị. Thì trong đó mình có dẫn chứng, nhưng mà chắc có một số anh chị em chưa, có thể là họ chưa nghe rõ mình nói hoặc là chưa hiểu ý của mình và thắc mắc nói rằng mình tại sao nói là tôn giáo không được làm chính trị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói bên lề một tí về cái video clip đầu, là mình nói rằng tôn giáo có việc của tôn giáo không làm chính trị. Nhiệm vụ của tôn giáo là chăm lo món ăn tinh thần cho giáo dân. Nhưng mình không nói rằng là người công giáo hoặc các cha không được phép làm chính trị. Các cha, các linh mục, tu sĩ và giáo dân, các ngài và các anh chị em giáo dân vẫn được quyền làm chính trị. Nhưng khi làm chính trị, đừng mang biểu tượng tôn giáo vào. Đừng mang biểu tượng tôn giáo vào. Cái đó là cái điều thứ nhất mình muốn nói rõ về cái video đầu của mình, là nói quan niệm của mình là tôn giáo không làm chính trị nhưng vẫn giáo dân và các cha vẫn làm chính trị và các ngài làm chính trị nhưng không đưa tôn giáo vào. Mong anh chị em tìm hiểu kỹ về cái vấn đề này. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái trường hợp của chị Trần Thị Nga trước khi mình đưa vào cái vấn đề chính. Đó là trường hợp của chị Trần Thị Nga. Thì khi chị Trần Thị Nga bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt, nói chung để lại trong lòng anh em chúng ta mỗi người một cái nỗi mất mát, một cái sự hận thù, chồng chất hận thù. Các anh các chị ai cũng tiếc thương và cầu mong cho chị được bình an và tìm mọi cách để đưa chị trở ra với ánh sáng trong ngục tù của cộng sản. Thì trong khoảng thời gian này có rất nhiều, đại khái cũng có khoảng vài video clip có lên và nói rằng sẽ đi tù thay cho chị Nga. Vâng, thưa anh chị em, cái đó là điều tốt đẹp, bản lĩnh, và nó cho chúng ta biết rằng mình có tình thương anh chị em với nhau, điều đó rất tốt. Nhưng theo quan niệm của riêng bản thân tôi, nếu anh chị em thật sự thương chị Nga và có tình yêu dân tộc, thì các anh chị em lấy đó làm động lực để tiếp tục đấu tranh một cách mạnh mẽ hơn. Đấu tranh một cách mạnh mẽ hơn. Vì khi chúng ta vô nhà tù, chúng ta ngồi ở bốn bức tường, chúng ta sẽ không làm được gì nữa. Chúng ta sẽ không làm được gì nữa. Và chị Nga sẽ không muốn chúng ta đi tù thế thay cho chị ấy. Cái đó là cái quan niệm của riêng tôi, xin gửi đến anh chị em. Và ở đây tôi cũng xin nói rõ, đấu tranh một cách công khai và đấu tranh một cách lặng lẽ. Như ai đã công khai, trong đó có trường hợp của tôi, thì không nói tới. Nhưng những ai đang đấu tranh một cách lặng lẽ và âm thầm, nhưng có đường hướng cụ thể và chính sách lâu dài, đó mới là những người khôn ngoan, đó mới là những người biết nhìn xa trông rộng. Vì họ ẩn mình không phải vì họ nhút nhát sợ sệt, mà họ ẩn mình là họ giữ cho an toàn không phải riêng cho bản thân họ nữa, mà an toàn cho chính người anh em của mình, an toàn cho cái công cuộc đổi mới, an toàn cho chính sách về lâu về dài. Họ ẩn mình, nhưng mà họ luôn luôn len lỏi trong tâm trí của những người anh chị em đấu tranh thật sự.
Rồi tôi cũng xin được nói về những anh chị em đang đấu tranh một cách bạo động. Để trên tường Facebook nhà mình một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng đấu tranh một cách bạo lực và viết những dòng trạng thái tôi đọc thấy rất buồn cười. Dùng rất nhiều từ đan mạch. Thì theo nhận định của riêng tôi khuyên anh chị em buồn tôi chịu. Cờ vàng là gì? Cờ vàng là quốc thể của non sông, của đất nước. Khi các anh đã đưa cờ vàng ra, các anh đấu tranh. Các anh đấu tranh thì các anh phải giữ gìn quốc thể của đất nước, nước mình. Giữ sự tôn trọng và trang nghiêm. Vì cờ vàng là gì? Cờ vàng là hồn nước trời Nam sắc tộc vàng. Người Việt Nam mình là người máu đỏ da vàng. Cờ vàng là hồn nước trời Nam sắc tộc vàng. Linh thiêng đất mẹ gió mây ngàn. Dân nhà tự hào hoàng kỳ sáng. Sắc thể quốc thể non sông nghĩa vững vàng. Khi các bạn hiểu được ý nghĩa của lá cờ vàng như thế nào thì các bạn phải biết trân trọng nó. Các bạn đừng khoác trên mình một lá cờ vàng lên trên đó đấu tranh không ra đấu tranh, mà làm trò hề không ra trò hề, mà mang trong mình cái bản tính chất côn đồ, ngạo mạn, nói những lời không đâu ra đâu hết. Thì tôi khuyên các bạn nên tháo bỏ cái lá cờ vàng xuống, đừng có làm nhục quốc thể. Vâng, đôi lời tôi xin gửi đến anh chị em trước khi mình vào vấn đề chính. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái vấn đề mà Đăng đã đưa cái video clip vừa rồi. Đó là Đăng có nói về cái đất độc tố, gọi là độc tố của Cộng sản. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ với nhau. Khi Đăng đưa lên quan niệm ở trên đây là anh chị em chúng ta cùng vào để mổ xẻ với nhau, chứ không phải chúng ta vào đây để mà trách cứ nhau, vào đây để dùng những từ đan mạch đã kích nhau. Chúng ta sẽ mổ xẻ cái chất độc đó, nó từ đâu mà ra, và chúng ta cùng tìm phương án lại trừ nó. Theo thống kê của cảnh sát quốc tế, thành phần phạm tội và thành phần xấu của xã hội đa phần xuất phát từ những đứa trẻ mồ côi hoặc sống trong một gia đình có cha hoặc không mẹ, có mẹ hoặc không cha, và số ít là những thành phần có đầy đủ gia đình. Thì ta quay ngược dòng thời gian, Hồ Chí Minh cũng chả tốt đẹp gì. Không có được một gia đình hạnh phúc. Không có một gia đình hạnh phúc. Ông ta rất nhiều mối tình, nhiều đứa con, nhưng ông ta không có một gia đình hạnh phúc. Và những người theo ông ta cũng không có một gia đình hạnh phúc. Xuất thân từ những bần cố nông, từ những người sống trong nghèo đói lạc hậu, rồi cái tư tưởng đạo đức từ bên Tàu xâm nhập về Việt Nam từ cái thời kỳ cải cách ruộng đất, cộng với những cái khiếm khuyết của cuộc đời họ, nó gieo vào lòng những người cộng sản một cái sự hận thù, một cái sự hận thù nối tiếp hận thù. Và nó ngấm mãi với thời gian cho đến ngày hôm nay. Ngấm mãi thời gian cho đến ngày hôm nay. Nó len lỏi vào trong học đường, từ em bé mầm non cho tới hoàng khăn đỏ, cho tới lớp đại học. Hẳn ai có học thức, ai có một cái gì đó nhận thức khắc khoải về non sông đất nước, thì tôi không có bàn nhiều về cái thực trạng ngày hôm nay
nó như thế nào nữa. Quan tham lam như thế nào, tham nhũng như thế nào, cướp đất cướp đai của dân như thế nào, biến dân mình thành dân oan như thế nào, rồi cho Tàu Cộng mướn đất, mướn rừng, mướn sông, mướn biển, thải biết nhau bao độc tố ra môi trường. Rồi các bạn nhìn thẳng về thực tế, chính người dân của mình đang giết hại người dân của mình. Chính người dân của mình đang giết hại người dân của mình. Vì mình đã ngấm sâu cái chất độc của Cộng sản. Chị A chỉ nuôi con gà, con heo, chị sẽ xài những cái loại chất kích thích, chất tạo nạc, chất này chất nọ, vì ham danh, vì đồng tiền mà chị quên đi cái lương tâm, quên đi cái sự an toàn thực phẩm. Chị trồng rau cũng vậy, chị trồng cam cũng vậy, chị làm giàu trên sự tàn ác, trên xương máu của người ta, nhưng vô tình họ quên rằng họ đang giết hại con cái của họ lẫn nhau. Người bán rau giết con người bán thịt, người bán thịt giết con người bán rau. Cái chất độc của Cộng sản, chất độc hận thù, nó gieo rắc một cách mà hiện tại bây giờ chế độ này và người dân này, nếu chúng ta không thể loại trừ cái chất độc Cộng sản này, thì tôi e ngại một điều, riêng tôi e ngại một điều, nếu mà Việt Nam có nền dân chủ tự do thực sự thì cũng không khác nào chế độ Cộng sản ngày hôm nay. Vì người dân của chúng ta bây giờ sống trong u mê, ra ngoài đường chỉ biết tiền và tiền, làm sao mau giàu, làm sao tiền về đầy túi của mình, sẵn sàng dẫm đạp lên nhau mà sống, sẵn sàng dẫm đạp lên nhau mà sống. Các ca sĩ ở hải ngoại cũng vậy, bây giờ về nước trình diễn, họ biện minh rằng họ làm vì kinh tế, họ không lệ thuộc, không quan tâm chính trị. Tôi đặt một câu hỏi dành cho các bạn và dành cho riêng tôi. Nếu bạn ra đường, bạn gặp một thằng ăn cướp, bạn đi theo nó, xin nó cho bạn làm việc, và nó sẽ phát lương cho bạn. Và bạn biết rằng đồng tiền mà nó phát lương cho bạn chính là đồng tiền ăn cướp của dân, thì bạn đã vô tình gián tiếp nhận lấy những đồng tiền mồ hôi xương máu của dân. Bạn không còn là một người có liêm sĩ nữa. Bạn không còn là một người có liêm sĩ nữa. Vậy thì Cộng sản ở đâu mà ra? Chất độc đó ở đâu? Cộng sản mà chúng ta hiện đang nhìn thấy đó chẳng qua chỉ là 40 triệu 4 triệu thành viên mà thôi. Nhưng Cộng sản thật chính là ở trong tâm mỗi người chúng ta, không đâu xa xôi hết. Cộng sản thật ở trong tâm mỗi người chúng ta. Chúng ta sẵn sàng giết hại người anh em của mình vì tiền. Tuổi trẻ ở học đường sẵn sàng đánh bạn, lột quần lột áo để thỏa cái cơn tức giận của mình, cái cơn ghen tư của mình, vân vân và vân vân. Vậy trước mắt muốn giải trừ Cộng sản và giải trừ cái độc tố đó, thì mỗi người chúng ta, theo quan niệm của riêng tôi, ở đây tôi nói lên để anh em chúng ta cùng mổ xẻ, ta phải giải trừ cái độc tố Cộng sản ở trong lương tâm, trong lòng của chúng ta. Chúng ta sống phải vì người anh em của chúng ta, đừng ham tiền mà tiếp tay cho Cộng sản. Ví dụ như biết Cộng sản nó xấu mà ta im lặng, có nghĩa là ta đồng lõa. Im lặng là đồng lõa và làm theo là đồng lõa. Tại sao các bạn phải bỏ tiền ra chạy trọt cho con mình được vào dạy trường A, trường B, trường C để được ngồi cái ghế chủ tịch, cái ghế thư ký này, thư ký nọ? Đó là các bạn đang gián tiếp làm cho cái chất độc Cộng sản càng ngày nó càng ăn sâu vào máu,
vào tư tưởng của ta và của con em của chúng ta. Tôi nhắc lại cũng vậy, các ca sĩ hải ngoại cũng vậy. Các bạn về nước, các bạn vô tình, các bạn đang tiếp tay cho Cộng sản. Khi các bạn làm chính trị, các bạn đang đấu tranh cho thực tại, các bạn phải nhìn xa thực tế, nhìn xa về tương lai. Đó là gì? Đó là cái nhân phẩm đạo đức của con người xã hội ngày hôm nay. Nhân phẩm đạo đức con người ngày hôm nay, khi mà nó đã đồi bại như vậy, thì thiết nghĩ, có người hỏi tôi rằng tại sao Cộng sản nó khốn nạn, tại sao Cộng sản nó độc ác như vậy, mà tại sao nó vẫn tồn tại? Nó tồn tại trong sự nhu nhược của chúng ta, tồn tại trong chính Cộng sản, trong người của chúng ta. Các bạn nhìn ngược về quá khứ, 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. 1000 năm đô hộ giặc Tàu, nó bắt những người trai lên rừng săn thú hiếm, săn ngà voi, xuống biển mò ngọc trai. Nó tìm mọi cách, mọi biện pháp để đi giết hại, giết dần người con trai Việt Nam. Và nó đưa dân của nó vào để đồng hóa người phụ nữ Việt Nam, để đồng hóa người phụ nữ Việt Nam, cho ra đời những đứa con lai, cho ra đời những đứa con lai. Nhưng cái mưu đồ thôn tính và đồng hóa của người dân, đồng hóa người dân Việt Nam của Ba Tàu 1000 năm không thành hiện thực, và cho tới bây giờ đất nước Việt Nam vẫn là đất nước của Việt Nam. Vậy thì lý do nào và cái động lực nào mà người dân Việt Nam mình thời ấy vẫn không bị Tàu đồng hóa? Đó là nhờ các người mẹ, các anh, các cha, các chú bị tụi nó lưu đày, bị tụi nó bắt lên rừng xuống biển mò trai, tìm ngọc, tìm ngà. Thì chính các người mẹ nơi gia đình đã âm thầm lặng lẽ dạy dỗ con cái mình, gieo vào trong tư tưởng con cái mình một lòng yêu nước thật sự. Một lòng yêu nước thật sự, có nghĩa với non sông, và biết đặt tổ quốc lên hàng đầu. Vì tổ quốc là đại gia đình dân tộc, đại gia đình dân tộc. Vậy thì trong 40 mấy năm qua, tôi không nói xa xôi, 40 mấy năm qua khi gọi là cái gọi là giải phóng và thống nhất nước nhà, thì các bậc cha mẹ ở Việt Nam đã giáo dục con cái như thế nào? Khi mà tệ nạn xã hội một ngày một tràn lan, ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt đàm đúng, không nghĩ gì đến vận mệnh của non sông và đất nước. Đó là câu hỏi tôi dành riêng cho mọi người chúng ta cùng mổ xẻ. Và câu hỏi này tôi sẽ dành cho cái video clip sau. Và để chúng ta đi tiếp chương trình. Tôi xin anh em ở đây hiểu là ở đây chúng ta cùng mổ xẻ khi tôi đưa ra một phương án hay một nhận định của riêng tôi hay của anh em. Chúng ta xin chúng ta cùng góp ý với nhau một cách chân thành, mổ xẻ một cách chân thành. Chúng ta đừng thụ động. Tại vì sao?
Như hôm qua tôi đăng một cái dòng tâm sự, một cái dòng trạng thái trên dòng thời gian nhà tôi rằng hôm nay tôi sẽ livestream nói về cái vấn đề này, xin mọi người góp ý kiến. Thì có nhiều bạn trẻ nhắn tin cho tôi: anh ơi, em không biết nói gì. Các bạn trẻ à, cứ mạnh dạn nói, đừng có sợ mình không biết mà mình nói ra sợ người ta cười. Mình nghĩ sao mình nói vậy, mà khi mình nói ra cái ý tưởng của mình rồi thì anh chị em mới cùng mình mổ xẻ. Và khi đó ta mới tìm ra được một cách tốt đẹp. Nếu ta cứ thụ động hoài thì chúng ta sẽ không có được một cái phương án nào để chúng ta nhìn rõ về thực tế. Vậy thì cái chất độc cộng sản chúng ta đã rõ, nó tồn tại không ở đâu xa, chính nơi mỗi người chúng ta, trong tâm khảm của mỗi người chúng ta. Vậy khi chúng ta hô hào, chúng ta sẽ dẹp bỏ cộng sản như thế nào? Thì chính mỗi người của chúng ta phải dẹp đi cái cộng sản trong người của chúng ta trước. Để từ đó khi chúng ta dẹp đi cái độc tố cộng sản trong người của chúng ta thì chúng ta mới có lòng yêu thương, có lòng vị tha. Khi đó chúng ta mới tin tưởng lẫn nhau, bắt tay nhau, đoàn kết nhau lại để đi trên cái con đường trong gai này. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta đừng a dua và đồng lõa theo cộng sản. Im lặng là đồng lõa, làm theo là a dua, thì không bao giờ chúng ta có thể lật đổ được cộng sản. Xin lỗi anh em, có người mới phá tôi, cái thằng nó mang cái cờ vàng ba sọc đỏ, nó để cái tên là khởi tố cộng sản á. Nó mới vô nó gọi điện nó phá mình, xin lỗi anh em. Rồi, chúng ta tiếp tục vào vấn đề. Các ca sĩ hải ngoại cũng vậy. Đừng viện lý do kinh tế mà về làm việc với cộng sản nữa. Các bạn nên nhớ rằng các bạn làm việc cho một thằng ăn cướp thì các bạn nhận chính những người đồng tiền ăn cướp của người dân. Thì các bạn thử hỏi lương tâm các bạn. Các bạn còn chút nào gọi là sĩ diện, còn chút nào gọi là lòng tự trọng, còn chút nào gọi là yêu thương đất nước. Đó là cái phương án và cái vấn đề đầu tiên. Khi tôi nói ra là tôi muốn cùng được mổ xẻ với anh chị em, cùng được mổ xẻ. Và cách thứ hai là tôi xin được mổ xẻ về phương án đấu tranh. Ở đây, khi chúng ta đấu tranh hay chúng ta hô hào bất cứ cái vấn đề gì, chúng ta phải suy xét cái điểm thứ nhất: thực lực của chúng ta đến đâu và nó nằm ở con số nào, có đúng thời cơ để chúng ta nói hay không, cái nào chúng ta nên nói công khai, cái nào nên nói bán công khai và cái nào nên im lặng. Vì đấu tranh Facebook, tôi thấy nhiều người đấu tranh một cách không có một cái định hướng nào cả. Cứ lên đó hô hào, chém chích mẹ nó đi. Bom xăng là ném đi này nọ gì. Các bạn lấy trứng chọi với đá. Chúng ta phải ngồi lại với nhau bình tĩnh, bình tâm. Tìm ra một cái phương án cụ thể. Khi các bạn ra đường cũng vậy. Các bạn thấy một người đàn ông, người ta sắp một cái bàn cờ thế ở trên đường. Các bạn quan sát, thấy rất nhiều người vô đánh rồi ăn xong đồng tiền đi ra, rồi lại người khác ăn tiền. Các bạn thấy
Ồ sao dễ ăn dữ ta, các bạn cũng đứng quan sát, cũng coi dễ ăn, các bạn nhảy vô. Các bạn nhảy vô, các bạn chơi, và các bạn thua từ chết tới chết. Thua từ chết tới chết. Tại vì các bạn chỉ nhìn được cái trước mắt, nhưng các bạn không nhìn được về lâu về dài. Làm chính trị không đơn thuần là một cuộc chơi. Nó không đơn thuần là cuộc chơi, mà nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái tư cách, một cái tư duy, biết nhìn hiện tại thực tế và biết nhìn về tương lai như thế nào, để cùng nhau tìm ra một cái phương án, một cái hành động cụ thể. Không có thể nào lên đây mà các bạn hô hào này nọ, hô hào kia được. Tôi cũng xin nói rõ cho anh chị em hay một cái vấn đề này nữa. Hiện tại bây giờ thực lực của chúng ta không phải là yếu. Rất rất nhiều nhóm đang hoạt động một cách âm thầm và lặng lẽ. Họ âm thầm lặng lẽ, họ đang ươm mầm cái hạt tự do, cái hạt giống yêu nước trong mỗi người. Nhưng họ chưa công khai, tại vì thời cơ chưa đến là một, và thực lực chưa đủ để chúng ta đối đầu với Cộng sản. Và cái độc tố của Cộng sản ta chưa tiêu diệt được, đó chính là độc tố trong mỗi người chúng ta. Tôi xin được nhắc lại, tôi có coi một bộ phim về thế giới động vật. Nó nhắc nhở cho tôi về cái gì gọi là sự đoàn kết. Có một con chim cánh cụt bị một con hải âu tấn công. Con chim cánh cụt bị thương rất nặng nề, kêu la thảm thiết. Và con chim cánh cụt cố gắng hết sức mình để kêu thật to để báo hiệu cho đồng loại của mình. Và khi đồng loại của con chim cánh cụt nghe được con chim cánh cụt kêu, lập tức bao vây con chim hải âu lại, bao vây con chim hải âu lại, đồng loạt lên tiếng kêu, và con chim hải âu nó mất hồn, nó bay đi. Nó mất hồn, nó bay đi. Thì ta nhìn lại một chút về cái hiện tượng phong bao xa. Và những cuộc biểu tình trước đó, khi chúng ta xuống đường, chúng ta biểu tình, một người anh em bị đánh, chúng ta đã thật sự yêu thương nhau, chúng ta đã thật sự đoàn kết để đứng ra bảo vệ người anh em đó chưa? Mà chúng ta cứ lên đây hô hào rằng là đánh chết mẹ nó đi, dẹp nó này nó vân vân và vân vân. Khi nào các bạn dẹp bỏ được cái độc tố cộng sản chính trong người của các bạn, khi đó các bạn hãy nói rằng các bạn đấu tranh vì dân, vì nước. Các bạn đâu có cần phải là ở trong một cái hội nhóm nào đâu. Các bạn chỉ cần yêu thương nhau, biết sự đoàn kết. Khi một người bị đánh, hoặc là ra đường một người nào đó bị ăn cướp, nó chặn đường hay này nọ, các bạn bao vây nó lại, dùng mọi cách để thông báo cho những người chưa biết, như là kèn xe hơi của các bạn chẳng hạn, kèn xe máy chẳng hạn, hoặc là bằng cách các bạn hô thật to lên này nói gì để kêu gọi mọi người đến hỗ trợ cho các bạn. Cũng như những tên công an cũng vậy, khi các bạn đi biểu tình, nó đánh đập một người anh em chúng ta có quyền đập nó, lột đi cái áo nó đang mặc, tại vì cái áo nó đang mặc là tiền thuế của chúng ta đóng để mua cái áo nó đang mặc, và cái chức vị nó đang ngồi, cái lương hàng tháng nó là đồng tiền của chúng ta có quyền, nó là đầy tớ của nhân dân. Khi nó làm sai với chúng ta có quyền lột áo cái áo nó đang mặc xuống và tống cổ nó về vườn, là một thường dân. Tại sao chúng ta sợ sệt?
Tại vì chính cái độc tố cộng sản trong người của chúng ta, chúng ta chưa giải trừ được. Thì khi một độc tố cộng sản đối diện với một độc tố cộng sản thì thằng nào giải cho thằng nào? Đó là cái nhận định và cái cảm nghĩ riêng tôi. Các bạn thấy đó, phương án đấu tranh thì rất có nhiều phương án đấu tranh, nhưng để đấu tranh về lâu về dài, thực tiễn một tí, thì Đăng đã lên đây xin được cùng với anh em mổ xẻ về cái gọi là độc tố cộng sản. Nó không ở đâu xa xôi, nó ở trong chính tâm mọi người chúng ta. Những ngày này là những ngày cận Tết. Tất cả mỗi người con xa quê hương tha phương cầu thực trên mọi miền đất nước. Trong những ngày cuối năm này rất khao khát và nôn nóng được trở về nhà mình. Trong đó có nhiều trường hợp nhà mình có xích mích với anh chị em mình hay xích mích với cha mẹ, nhưng vẫn thích trở về với tổ ấm gia đình của mình. Vì sao? Vì nhà là nơi có tình yêu thương. Vì nhà là nơi ấm cúng nhất và có sự an toàn nhất. Vậy tôi hỏi anh chị em, nếu anh chị em sống trong một gia đình nhất, thì các anh chị em dĩ nhiên là phải có sự yêu thương đầm ấm với nhau. Nếu tôi tới tôi xúc phạm gia đình các anh có bỏ qua cho tôi hay không? Tôi cướp đất nhà các anh đó, các anh có bỏ qua cho tôi hay không? Câu trả lời tôi dành riêng cho các bạn. Một cái gia đình bé bé xinh xinh của mỗi người chúng ta, đó là nơi đã sinh ra, nuôi nấng dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta sự biết sự yêu thương như thế nào, hạnh phúc như thế nào. Thì cái thằng nào mà nó dám tới mà nó xâm chiếm gia đình, nó bôi nhỏ gia đình mình, nó cướp đất gia đình mình, tôi xin lỗi, gặp tôi cũng đập chết mẹ nó luôn. Xin lỗi, tôi hơi dùng từ. Thì hỏi các bạn, huống hồ chi tổ quốc giang sơn là một đại gia đình lớn. Một đại gia đình lớn. Hôm nay tôi xin mời các tên vô luận viên vào đây nghe luôn. Một đại gia đình lớn. Mà tại sao cộng sản cướp nhà, cướp của, cướp đất, bán nước? Trung Quốc nó xâm chiếm Việt Nam, ải Nam Quan cho tới Bản Dốc đã mất, Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào? Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào? Rừng đã hết và biển thì đã chết. Vậy mà tại sao các ngươi vẫn còn bưng bô nó, bỏ nó trên đầu các ngươi để mà che đi cái tội ác của tàu, của chế độ các ngươi? Các ngươi cho ta một câu trả lời. Các ngươi nói rằng ta và những người anh em ta là những thành phần chống phá nhà nước. Chống phá nhà nước. Nhìn vào thực tế, nước Việt Nam có con mẹ gì đâu mà phải chống phá.
người dân cứ đi làm bình thường, quán nhậu nó mọc lên đầy, karaoke trá hình quá trời. Các bạn đâu có gì đâu mà phải nói là phải lên án nhà cầm quyền. Nhưng mà thực tế thì sao? Tôi không cần dẫn chứng nữa. Dẫn chứng quá 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 tầm thừa rồi. Rất rất nhiều người người ta đã biết. Vậy thì bây giờ các bạn vào đây đối thoại với tôi. Đối thoại một cách đàng hoàng nha. Còn mà đối thoại mà dùng từ đan mạch hay là này nọ là tôi bồ lấp hết. Kể cả những người mà mang danh là mang mà cờ vàng ba sọc đỏ mà đấu tranh một cách mà bạo động như vậy tôi cũng bồ lấp hết. Tính tôi nói là vậy. Các bạn vô đây đối thoại với tôi. Các bạn cho tôi hay rằng thật sự trong lương tâm các bạn nhìn về cái thực trạng đất nước ngày nay như thế nào? Hay là các bạn đang u mê trong cái độc tố của Cộng sản? Rồi khi các bạn tỉnh ngộ ra thì nó đã muộn màng rồi. Kể cả người dân của chúng ta cũng vậy. Nó đã quá muộn màng. Ta nhìn những đứa con, ta sẽ đánh giá được cha mẹ của chúng như thế nào. Nhìn người dân, ta sẽ đánh giá được thực trạng đất nước nói ra sao. Ăn mày ăn xin đầy đường xó chợ, dân oan dân oán khắp nơi khắp chốn. Một đất nước mà nó đã suy đồi đạo đức, cái đạo đức mất trước thì cái viễn cảnh mất nước nó sẽ tiếp bước theo sau, không chạy đâu được cả. Nếu chúng ta không thức tỉnh và không giải trừ đi được cái độc tố cộng sản trong người chúng ta thì cái viễn cảnh đất nước này, sự tồn vong của đất nước này sẽ ra sao? Nó chỉ là một sớm một chiều nữa mà thôi. Một sớm một chiều nữa mà thôi. Ở đây tôi sẽ không dẫn chứng một cái vấn đề hết. Các bạn, chính các bạn là người sẽ đích thân đi tìm hiểu về thực trạng của đất nước của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Trung Quốc nó đã thâm cái con hầm từ Lâm Đồng về Đồng Nai như thế nào. Nó đã mua đất mua đai mướn như thế nào. Các bạn cứ tự tìm hiểu. Mà cái tại sao các bạn thử tìm hiểu, đi tìm hiểu thì khi những cái gì các bạn tìm hiểu, các bạn mới nhớ trong đầu, mới thấm nhuần được ở trong đầu các bạn. Còn cước bạn cứ để cho người ta nói rồi nghe lỗ này lọt qua lỗ kia thì cũng chả ăn thua gì. Và khi tôi lên đây cũng vậy, tôi nói lên cái suy nghĩ của tôi để cho mọi người cùng mổ xẻ. Mà khi chúng ta cùng mổ xẻ là chúng ta chính là những viên gạch, những viên gạch để lót đường cho chúng ta đi trên cái con đường đấu tranh này. Ở đây không phải ý kiến của riêng tôi nữa, mà tất cả chúng ta, hỡi các bạn trẻ, chúng ta đừng thụ động, đừng để cho ai nói gì chúng ta nghe. Nhưng chúng ta nghe và chúng ta phải biết phân tích, chịu khó phân tích. Mình nghĩ gì trong đầu mình cứ nói ra, viết ra, không ai cười các bạn hết. Không ai cười các bạn hết. Không ai cười các bạn, mà người ta sẽ cùng ngồi xuống với các bạn, phân tích và tìm ra một cái đường hướng nhất định. Rồi hồi ngày hôm nay tôi cũng xin nói với các bạn, hỡi những ai đang đấu tranh giấu mặt, tôi khuyên thật lòng, khuyên thật lòng luôn, đó là lời khuyên của riêng tôi. Các bạn cứ đấu tranh giấu mặt, đừng bao giờ lộ diện. Đừng bao giờ lộ diện. Vì sự an toàn của các bạn không phải là an toàn riêng cho các bạn nữa, mà an toàn cho tất cả anh chị em. Và sự an toàn đó, nó phải được gìn giữ để các bạn có thời gian cống hiến
cái tài năng và bản lĩnh của riêng mình cho non sông đất nước. Chân rếp của Cộng sản rất là nhiều. Nó nằm ở mọi nơi, mọi lúc, từ quán bar, nhà hàng, vũ trường cho tới những sòng bài lớn, sòng bài nhỏ, các chỗ đá gà, cho tới những làng quê xóm nhỏ bình thường đều có chân rếp của tụi nó. Vì vậy, chúng ta nên giữ an toàn để chúng ta có thời gian để chúng ta đấu tranh, cống hiến. Ok, anh Hoàng Thảo, mình chỉ là người khai ban đầu thôi. Dương cờ chiêu mộ anh em đi thôi. Bạn Trần Vô, cái dương cờ chiêu mộ anh em, theo bạn, mình nên dương như thế nào? Cái đó cũng là một cái để chúng ta mổ xẻ. Chúng ta không thể dùng những cái lời sáo rỗng để mà kêu gọi anh em đứng dậy, kêu gọi anh em lên được. Mà chúng ta phải hoạch định rõ ràng, chính sách thẳng thoi. Chính sách thẳng thoi. Và nhìn xa, xa về phía trước, đừng nhìn về hiện tại. Ok, Trần Vô, chúng ta thông qua Facebook để kêu gọi mọi người. Tuyệt, cái đó rất tuyệt. Facebook là sức mạnh cho truyền thông, là sức mạnh cho truyền thông. Nhưng khi chúng ta thông qua Facebook, chúng ta phải có lập trường vững vàng. Sẵn anh Trần Vô, anh nói tới vấn đề này, mình cũng xin nói về vấn đề này một chút luôn. Mình xin nói về vấn đề này một chút. Khi các bạn đấu tranh trên Facebook, nhất là tường nhà các bạn. Các bạn cố gắng, đó là ý kiến riêng của tôi và các bạn có thể mổ xẻ và phân tích. Cố gắng hạn chế đưa những hình ảnh của Cộng sản về tường nhà mình. Đại khái như là thằng giao thông này bị tai nạn. Hôm nay một cái thằng gì nó lên phát biểu là từ hồi nhỏ tôi đi học đã được nói về là Trường Sa Hoàng Sa đã là Trung Quốc. Các bạn đừng đưa những cái đó về. Đừng đưa. Những cái đó nó vô tình. Mình quảng cáo hình ảnh của Cộng sản. Và nó làm cho mình thêm tức, thêm bực, mình không làm được gì hết. Chúng ta phải tỉnh táo, thật tỉnh táo. Viết ra những bài viết như thế nào để anh em người ta đọc, người ta dễ hiểu này nọ, dẫn chứng thiết thực. Đừng quan tâm gì mấy cái vấn đề cơ mờ lờ mờ. Rồi sẵn đây mình nói về cái vấn đề mà Lisa Phạm có nói, có kêu gọi là tất cả anh chị em ở hải ngoại đồng loạt không được gửi đô la về Việt Nam. Đồng loạt không gửi đô la về Việt Nam. Xin lỗi anh chị em, tại vì đăng ngày hôm nay đăng lên đây á, là đăng có đặt ra hai dòng chẳng hai cái ý chính cần chia sẻ. Cái đó là cái chất bậc cộng sản trong mỗi người chúng ta như thế nào và phương án lại trường như thế nào.
Và cái cách thức mình sẽ mổ xẻ về gieo gieo cái hạt giống tự do yêu thương như thế nào thì cái video clip sau đăng sẽ nói. Tại vì chúng ta phải dành thời gian để cho anh em mỗi người chúng ta chia sẻ tìm ra một cái hướng nhất định, chứ chúng ta không thể nói thao thao bất tuyệt được. Thì ngày hôm nay đăng sẽ nói về cái vấn đề gửi đô la về 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 nước. Nếu chị Lisa Phạm chỉ có nghe được thì mong chị thông cảm cho em và nghe rõ những gì em nói. Kể cả các anh chị em, cô dì chú bác đang ở hải ngoại cũng vậy. Mọi người hô hào với nhau rằng không được gửi đô la về nước để mau diệt được cộng sản, để cho cộng sản sụp đổ, kinh tế nó mau chết. Cái đó có lý, ok, rất có lý. Tại vì một nền kinh tế mà không có đồng tiền thì nó sẽ sụp đổ. Nhưng có khi nào chúng ta đặt một câu hỏi, một con rắn độc như cộng sản, vừa gian manh vừa xảo quyệt, nó có ngồi yên để cho nó chết hay không? Nó có ngồi yên để cho nó chết hay không? Hay nó sẽ bán thêm đất, bán thêm rừng, chạy qua bên Tàu mua mượn thêm tiền của nó, để rồi cái nợ công thì càng chất chồng, con dân biết bao giờ trả? Tôi chỉ đặt một câu hỏi nhỏ như vậy thôi. Đó, nói về chính trị. Rồi câu hỏi nhỏ thứ hai, nói về tình thương. Nếu một trong những người Việt kiều ở hải ngoại có người thân ở gia đình mà cái Tết này nghèo khó, người ta rất nghèo khó, nghèo nghèo khó, người ta rất muốn gửi về cho gia đình người ta đơn giản như 100 đô chẳng hạn, để nấu một cái nồi bánh tét chẳng hạn, nhưng mà người ta vì cái câu nói của Lisa Phạm người ta lại không gửi về, thì vô tình chúng ta đánh mất đi cái tình người với nhau, tình yêu gia đình, tình thương giống nòi với nhau. Vì vậy cái gì nó cũng vậy, khi chúng ta phân tích mổ xẻ nó đều tồn tại hai mặt, mặt trái có, mặt phải có. Có những sự việc chúng ta phải chấp nhận rằng mặt trái nó phải đi theo chứ không phải là loại trừ nó hết. Đó là câu hỏi tôi hỏi ngược lại chị Lisa Phạm và đặt đặt hỏi với anh em rằng các anh chị Việt kiều ở hải ngoại nên hay không nên gửi đô la về nước? Vâng, thưa anh chị em, hôm nay mình lên đây trước là đính chính về cái video đầu tiên, thứ hai là có nói về trường hợp chị Nga, và thứ ba ngày hôm nay mình có những điều mong anh em được chia sẻ cùng anh em. Và trước khi kết thúc chương trình, mình xin được đọc một bài thơ, đọc bài thơ để chúng ta có thêm một cái nâng thêm chút chí khí, cùng nhau đi tiếp, nối tiếp cái con đường chúng ta đang đi. À, xin lỗi nha, thơ phải phải nhìn đọc chứ thơ mình dài lắm, mình cũng hơi bị dài mà lớn tuổi rồi thì cái trí nhớ nó cũng không có được như hồi trẻ nữa, mong anh chị em thông. Việt Nam đất nước thê lương, những thằng ngu dốt dẫn đường thằng khôn, nhân tài cộng phỉ đem chôn, còn lại hèn nhát du côn cầm quyền. Hòa bình dân chúng chẳng yên, cướp nhà chiếm đất liên miên không ngừng, ngư dân tàu giết dửng dưng, đánh giặc thắng Mỹ tự xưng anh hùng,
Tàu thì khiếp hải sợ rung, dũng khí biến mất, chẳng hung chút nào. Không còn khí phách tự hào, khấu đầu quỳ gối Bác Mao tôn thờ. Đảng ma tổ quốc lập lờ, lừa người yêu nước ngây thơ lù khù. Ái quốc yêu đảng quán mù, bao giờ vỡ lẽ biết ngu đời tàn. Tỉnh giấc thì biết nói gian, đành câm cái miệng biết than thế nào. Khờ dại nghe Bác hô hào, dấn thân tuổi trẻ công lao hiến mình. Giờ đây chẳng thấy quang vinh, thiên đường cộng sản điêu linh nước nhà. Bôi che bôi cho chét chấu ông bà, tài nguyên lũng đoạn quốc gia điêu tàn. Người dân cực khổ lầm than, trung cộng trực chiếm bất an đêm ngày. Toàn dân thức tỉnh dậy ngay, nếu không hối hận đắng cay tột cùng. Đứng lên nam nữ anh hùng, giải thoát dân tộc lao lung khổ đầy. Hãy làm cơn gió đổi thay, toàn dân hưởng ứng hăng say lên đường. Giải phóng dân tộc quê hương, diệt trừ gian ác đau thương không còn. Đồng lòng gìn giữ nước non, hy sinh tranh đấu cho con mai này. Vâng thưa các bạn, câu kết: hy sinh tranh đấu cho con mai này. Chúng ta đấu tranh giành lại non sông đất nước, không phải cho chúng ta, mà chính cho con cháu của chúng ta sau này. Vâng, đôi lời khắc khoải và những tâm tư đang xin gửi lại cho anh chị em, các bạn, cô dì, chú bác đã và đang theo dõi đăng. Chúng ta cùng mổ xẻ để tìm ra một cái con đường, một cái phương án thức tỉnh người dân chúng ta, giải trừ cái độc tố chính trong con người chúng ta, để từ đó chúng ta mạnh dạn cùng nhau đứng lên xuống đường đòi công lý. Vâng, đang xin chúc sức khỏe anh chị em và mọi người những ngày cuối năm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.